nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu 1952-2022, tối 18 tháng 11, trường đã tổ chức chương trình văn nghệ với chủ đề Trường Phan 70 năm hội tụ và kết nối. 19 tiết mục văn nghệ với sự tham gia biểu diễn của các em học sinh và các cựu học sinh của trường thu hút rất đông học sinh, cựu học sinh, phụ huynh đến xem và cổ vũ. Chương trình cũng ôn lại quá trình 70 năm xây dựng và phát triển. Với sự nỗ lực không ngừng của thầy và trò nhà trường, nhìn lại những giá trị truyền thống mãi còn đó đã được minh chứng qua thời gian. Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu được biết đến là ngôi trường lâu đời nhất tỉnh Bình Thuận, đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào.